Cái dây. Trời ơi, bên đây mới đựng cái dây, trời trời. Gì vậy? Thường như thế này là sẽ có cá lớn nghe. Nè, chú có đích lên trời nè. Hình như là có cá trong lờ nó giật giật hay sao á. Trời ơi, rồi vậy. Cái xuồng nó quay kìa. Xin chào buổi chiều của chú anh chị. Hiện tại là 2 giờ, cũng xế chiều rồi. Vũ có đi thăm lờ. Và hôm nay Vũ sẽ ghi hình và chia sẻ lên cho cô chú anh chị xem ha. Đây, hôm nay thì Vũ có đem đổ miếng đá vô cái lon nhỏ này, mình đem theo xách cho nó nhẹ, nhiều nước là đủ rồi. Với lại hôm nay có một điều khác biệt nữa, cô chú anh chị kêu Vũ lấy lưới lên trên kinh cá dồ á, mình thả bắt mấy cá dồ khủng cho anh trên kia luôn. Thì bây giờ Vũ sẽ đi thăm, khi nào mà tới cái điểm thả thì Vũ sẽ ngưng lại, Vũ thả ta lưới này rồi xong mình đi thăm đã rồi quay lại cuốn nó nha. Luồng lờ này hôm nay cũng được 4 đêm hay 5 đêm gì rồi, cũng lâu rồi ha. Nói chung hôm nay thì mê gắn chung, lo đi cắm gắn chung không à. Luồng lờ cũng để cho lâu rồi, đi thăm nó mới đã, nó mới phê. Hôm bữa thì thăm trúng mánh nè, còn hôm nay thì chả biết sao. Thì thôi, Vũ sẽ mời cô chú anh chị mình let's go. Thì Vũ mới vừa thả tay lưới xong, thả từ cái cầu khỉ đó dài lên tới đây thì hết trơn cái thao lưới rồi nè, cái phao nè. Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi thăm lờ trước ha, thăm cho đã rồi chút mình quay về mình cuốn lưới ra. Hy vọng hôm nay sẽ có mớ cá gì đó ngon ngon. Rồi cái lờ đầu tiên lụm hàng không, bữa hổm thăm trúng dữ lắm rồi, bữa nay hy vọng là sẽ trúng mánh luôn nha. Trời cha, cái đầu tiên sao chú có đích lên trên trời gì vậy? Thường như thế này là sẽ có cá lớn nghe. Nè, chú có đích lên trời nè. Hình như là có cá trong lờ nó giật giật hay sao á. Trời ơi, rồi vậy. Cái đầu tiên luôn má ơi, kiểu này rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Hai con cá lóc chạp ba nện luôn, vừa thả xong tay lưới tán cặp cá liền. Cỡ này đây cũng bự rồi, quá đã. Gạo nữa rồi. Mấy ngày nay thì nói chung là Vũ sửa lại cái nhà bếp đó, mà lợp bằng lá thì anh em ta bu lại, người ta lợp tiếp Vũ. Thì Vũ phải đi kiếm đồ ăn, cũng mằng cơm cho anh em ăn. Lợp cái chòi lá ở cho nó mát, với lại nấu ăn đồ nó dễ, nó chưa ra nằm nghỉ nó mát. Một con. Cái đầu tiên luôn, nhóng đích là thấy nghi. Ôi ôi, con này nó bự. Rồi, bữa nay là có thể là trúng mánh nữa nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Hai con ốc nè, bắt luôn, bự bự bắt hết về luộc xả hay này kia ăn cũng ngon. Vô rồi, vô rồi. Cô chú anh chị coi lục bình nè, nó mọc giáp mương luôn, giáp sông luôn. Mà lấy hai cái tay bư không á. Quá trời lục bình. Đèn cái nè, vô luôn. Nhổng đít tổng khu gì không? Ủa sao chìm luôn rồi? Rồi cái này phọc rồi. Vũ biết ngay mà. Ừ, cũng được. Được hai ngốc bu bự, con bự con vừa vừa. Bắt về. Rồi cái thứ ba. Chú ơi, ai làm cái gì? Rồi cắt lục bình gì ngay cái lờ luôn. Rồi mình bẹp bay kìa.
Ai làm gì nè, nguyên một cái dấu luôn, ngay cái lờ luôn, hay được chứ. Không biết có cá hay không nè, không biết ta thấy cái lờ của Vũ không. Rồi cắt lục bình ngay là hiểu gách luôn. Thôi cuốn về giặt lờ xong rồi ở không cái mình ngồi mình giá lại rồi mới đặt được chứ gách tùm lum hết trơn. Lờ Vũ vợ gách nhà nhóc chân chưa có thời gian giá nữa kìa. Rồi để Vũ giặt cái nha, sơ cái đi tiếp. Hồi nãy Vũ dự định thả đường kinh này nè, thả câu cá dồ á, ủa thả lưới cá dồ á, dự định thả đường này nè. Không thấy hôm kia thả cá dồ đếm rồi cá tùm lum, thấy đã lắm, gô con phè phè không. Tình hình sẽ kỳ quá trời ta, không lẽ ăn đầu bán trâu nữa. Thường thường dính mấy cái lờ dính đầu tiên là thấy hiu lắm á. Thuốc đây cái nè, trời ơi mua đèn không, hai mua đen hả, hai mua đen ba mua vàng, nhưng mà Vũ sẽ bắt hết, bắt mua vàng xong nó mập, bắt về nhà mình rộng lại cho nó nhả ra mình đem luộc hay là xào gì cũng có lý, cũng ngon lắm. Đèn cái nữa, thấy căng thẳng lắm rồi đó, dính cái đầu tiên nãy giờ ba bốn cái hụt không rồi đó, rồi cắt cỏ ngay cái lờ luôn đó rồi. Ừ chưa ngay, nằm ở trong hên quá. Rồi lờ đóng gông rồi, hiu lắm rồi, bự gì có cá như là cái đầu tiên giật giật nãy giờ. Ê hình như là có con gì vậy nha, khoan ngắt mấy cái lá này cho cô chú anh chị xem nó trong trong cái cây, trong trong cái cây cái gì đây, cái gì vậy? Trời ơi một con chi vàng, một con chi vàng, một con cá dày, má ơi con cá này, cái vậy con đi đi mày, bắt ốc này luôn, ác thiệt chứ, vô hai con mà không ăn được con nào luôn. Vô cái vậy con rồi chi vàng, nó vô toàn hàng độc không nè, chi vàng nè, đúng chi vàng chứ, thôi bắt được mấy ngốc thôi. Trời ơi ngốc có bự rồi, để vô thả chi vàng này ra luôn nha, nhỏ quá nhỏ, thả hai con hết cho nó bự, mốt mình bắt nữa chứ bấy lớn mình bắt rồi cái mốt nó còn đâu rồi, cá bự mình bắt đi đi em nè, đúng chi vàng chưa. Trời ơi tính đâu gạo rồi, ai về vô hai cá hết muốn ham luôn. Đây là cái lờ cá mà dính con cá lóc bị trời đài Vũ thả luôn nè, nó bự mà nó nhấp. Trời ơi thua luôn rồi, chà tình hình này cái bộ căng thẳng dữ vậy ta. Rồi cái này nó không dính luôn rồi, căng thẳng lắm rồi. Trời ơi nãy giờ liên tục không bắt được con cá nào luôn, toàn là thả với cái gì không à, con cái một đầu tiên à. Kiểu này đây ngon ăn à, ê thấy cũng có dấu dấu nè, có dấu hơi hơi nè, hình như là có cá hay sao á, dở lên thì biết thôi.
rồi giấu luôn, giấu cái lờ vô luôn. Kìa ta, lúc nào dính cái đầu tiên là cũng ăn đậu bán chậu hết trơn vậy. Mấy cái sau toàn chất chất gì không, cái này banh xác à. Quá trời cỏ luôn. 3-4 ngày mà không qua đây là nhìn thấy khác liền. Đó, cái lờ đây. Làm con gì cái ông ơi. Ông bà cậu ơi phù hộ con cái ông ơi. Như có dấu ướt hay gì ta. Rồi, hôm đúng gông luôn. Trời ơi, dưới sông này bu đen gì mà dữ vậy trời. Nè. Ôi, không dính nè. Vô đường nào vậy ta? Phải đây không? Cắt cỏ trong lỏng hết trơn, hết biết đường đi vô luôn. Như là ở đây hay là ở đó ta? Trời ơi, ai thả con diều tuốt trên bầu trời luôn. Lâu lắm không nhìn thấy diều á. Lưỡi đại đi. Ây da. Đúng rồi, đây nè. Kiểu này đây chắc chiều nay chắc cỡ 5 giờ mấy mới về tới nhà quá. Làm con coi. Làm con coi, làm con coi. Rồi. Đại lý ốc bu vàng, ốc bu vàng đực. Trong đây còn nhóc hết trơn này nè. Trời ơi, ốc bu vàng không cô chú anh chị. Con bu đen. Bu đen bóng 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 nè. Rồi ướt máy luôn. Căng rồi. Tình hình cái này là căng lắm rồi. Ây da. Lấy kỳ không? Rung kinh một cái coi. Rung kinh một cái coi. Nó gô mề. Cũng được con gô mề. Không mề lắm. Được rồi. Trời ơi, có dính là được, sợ nó không dính. Nãy giờ gì đâu không mà dính được cái đầu tiên không à. Rồi tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Lời còn nhiều lắm. Đang lẽ lưới nãy thả khúc này ngon. Cái này cái dột quá trời. Mà cũng hên xui ha. Hồi về mới biết được. Dính hay không mới biết được. Gì đây? Dướng cái gì vậy? Ôi ôi. Căng rồi. Bắt được ốc bu vàng bự. Rồi về tải cho mấy ông ăn ốc. Ốc bu vàng không? Không luôn. Ốc đực nè, mập ghê. Cái này hổm vũ dính cái lóc bự cho bá nè. Hồi bữa nay sao mà thấy căng thẳng quá trời à. Không biết tình hình từ đây tới cái lời này nữa là mình sẽ lên bờ. Đi qua lên lung bào á. Lội, lúc đó lội, lội rồi. Bây giờ thăm cái này nữa là hết ở dưới sông này. Khúc đó vô không có đặt. Ngay nhà của người ta thì vô không có đặt. Đặt khúc này không à. Hy vọng là lên lung bào mình trúng mánh nha. Nãy giờ là mệt lắm rồi đó. Rồi. Nghi ngờ. Biết ngay. Trời ơi, ngon bu đen. Lời người ta đặt cá là mình đặt ốc nè. Chiến gọi thăm đã lắm mà sao chiến này kỳ vậy ta. Một bu đen, một bu vàng, hai con ngang nhau luôn. Rồi, để vô đặt lại nha. Con mấy cái sặc mồi nè, ngon rồi. Chứ sao lắm. Nghề bà cậu đúng thật là hên xui thiệt. Huynh đệ đi làm cái nghề lời cá này cũng hiểu rồi. Hoặc là bất cứ nghề gì liên quan tới bà cậu. Trời ơi, có bữa thì nó trúng lia lịa ha. Như nãy vô thăm nguyên một vạt. Nguyên một luồng ở dưới kinh. Thì được nhiêu nè. Đó, hai con cá lóc, con cá rô. Nó chỉ bắt được nhiêu thôi, còn nhiêu thả hết rồi.
với mấy ốc bù đen ha. Rồi thôi, bây giờ lên đây bắt đầu lội, đi thăm từng cái lợ bên lung bào này thử coi sao. Nói chung là hổm lội lên đây thì có cây dừa nó chết đun dừa nhóc hết trơn, mà Vũ không có bắt luôn. Quá đuối, bữa đó quá đuối. Kìa, cây dừa còn thinh không ai bắt luôn kìa. Chú anh chị thấy không? Đường dừa dữ lắm luôn. Để vô lại vô coi có con đường dừa, còn đường dừa nào ở ngoài đây không nha, hay là đi hết rồi. Chắc nó nở đi hết rồi cô chú anh chị. Đây còn nè, còn cũ nè. Cái lời Vũ đặt mấy anh kia kìa. À, như có thấy có giật nước nữa phải. Đường dừa ha. Đây ai ở gần lại bắt cái dừa này được. Đang thăm lờ cá không lẽ bỏ gian dở giờ. Tập trung chuyên môn đi, đang chưa có cá nhiều nè. Thấy gồng ghềnh này, thấy có dấu nữa nè. Thấy ướt nè, không biết sao. Chuyến gọi cái này chạy cũng bệt, cũng dữ lắm mà. Rồi. Chuyến này không dính nè. Chuyến này hụt rồi, éo ướt kỳ quá ta, căng rồi đó. Nãy giờ mấy chục cái rồi đó, căng lắm rồi đó. Cái này coi nó làm sao đây, thấy tình hình không được im rồi đó, thấy có mùi tanh tanh đâu đây rồi. Nhưng mà tới ngày tới giờ cũng phải lợi thăm chứ, biết đâu chừng được. Gần tới cái cuối mình tán cặp lương khủng hay cặp rắn khủng gì sao. Bởi vì tao mới nói là nghe bà cậu chứ. Không dính luôn. Trời ơi, má ơi con cá sặc. Trời ơi con này khổng lồ luôn rồi. Con này sặc bớm nha chứ không phải sặc gần đâu nha. Mà nó bự cơ nè. Hết biết vậy. Ba ngón tay luôn. Dữ dằn. Đâu có tha mày được mày. Tiếp tục. Dở lên đặt xuống. Cái này không im mà. Ăn đầu bắn trâu thiệt. Cái đầu tiên vô tán hai con thấy. Ấm ấm ha. Mấy cái sào chất 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 không. Rồi cái lời trong khe luôn, nhìn thấy đáy luôn. Thử khi nào mày chạy không dời luôn đó. Chú anh chị thấy cái phong cảnh đẹp không, chiều mà bắt cái ghế ra đây ngồi câu cái gô đồng ha, ở ao sen này, gương sen thì có sẵn ha, câu xong rồi lên bờ này ngồi nướng cái nữa, đem theo xị rượu ha. Ôi ôi, sướng sướng luôn thiệt. View thì đẹp, còn sen thì bao la. Đẹp thiệt. Từ đây lại nhà Vũ cũng xa chứ, gần gần là chiều Vũ cũng lại câu cá rô rồi chơi. Đi cũng xa, đi cũng được đấy chứ. Có cái nó xa thôi. Rồi cái lợi của tôi. Sao bữa nay lội ra dữ người ta. Ây da. Có quay giặt gì không? Sao bữa nay lội ra chấm lỏng vậy trời. Rồi không có quay giặt. Kỳ vậy ta. Cái mương này hết cá gì vậy. Căng lắm rồi. Cái này trời ơi. Chú anh chị coi nè, đúng tròn mỉa chưa. Nè lông chuột nè. Tròn này bự lắm, con này khoảng 2 ký ngoài á. Quá trời luôn. Chết. Từ từ. Từ từ mọi chuyện cũng sẽ xong thôi. Cho mày đi mày dặn dặn đi. Đẩy ở đây đây chứ mà. Giờ lội qua đó nha. Ngập đầu quá.
Ây da. Trời ơi, bự cái con ốc lát luôn. Con này ốc lát nè. Mình dẹt ra chứ để nó cũng sướng mình mấy lắm ạ. Ôi, mới đụng ốc gì bự lắm nè. Quá trời sâu. Cái này mà không có là lỗ tiền luôn. Gì đây? Thôi Vũ neo lại chiến nữa. Nếu mà chiến xe không dính là Vũ dời nha. Toàn là cá gì không à. Nói chung là hôm nay là coi như là gầu rồi đó. Nãy giờ thăm dữ lắm lờ luôn. Dính cái đầu tiên một duy nhất. Ốc lát rồi nè. Cô chú anh chị xem đỡ nha. Bữa chúng bữa thắt chứ. Anh xui. Biết đâu chừng. Cũng còn nhiều loài lắm à. Đây một đống nữa nè. Cái này là trồn cá mèo. Ngay chân cái bãi mà Vũ hôm nướng cá ăn ở đây nè. Nó lại đây nó ăn mấy cái con cá của Vũ bỏ hay sao á. Nè. Toàn là chuột với chuột không. Dữ thiệt chứ. Đi lên trên cái lờ. Chạy được lương khủng á. Vũ thấy cái sức của mình đi mỗi hôm mà đi tới đây cái là đuối. Hôm nay cũng vậy. Bữa trúng cá thì tới đây cũng đuối. Bữa nay đi tới đây cái là lội cũng hết nổi. Cái khúc này khúc quan trọng nữa chứ. Khúc này ngon lắm. Dính hay không quyết định khúc này nè. Dưới khúc với sông nãy mà khúc sông chết quất à. Ê ê. Có tương lai nha. Có tương lai đó. Rồi tương lai luôn. Hai con cua cần kình. Cái này mới đúng là tương lai nè. Rồi, cái lờ này chắc hiu quá. Ây da. Thì rồi như cái lờ này chạy được 3 con. Một con dây. Một con gu đồng bự. Một cái lóc. Thì này chắc lờ không luôn rồi quá. Rồi gách luôn từ lưa luôn. Lần này đặt đại đi, dính không dính thì cũng bỏ luôn, nó hư hết trơn. Tiếp tục chui lùm, chui bụi. Đi qua cái vạt cúng lung nè. Rồi kiếm được con cá bán không phải dễ. Bữa nào dỡ được xà 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 cái là trời ơi, trúng mánh nè. Đi te 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 te, lội sạc xà xà xà. Còn bữa nhông dính như bữa nay thì rồi, coi như là nguyên một ngày lội đi như con cóc luôn. Rồi, Vũ sẽ nang theo cái giặt mé lùng rồi đi đắng thăm nè. Cỏ này người ta xịt thuốc hết trơn rồi nè. Hên là hôm nay Vũ có linh cảm không tốt. Cho nên đem theo tay lứ. Chầm thước dần với sông tại. Chút về mình thăm ha. Hên là linh cảm Vũ. Thấy hiu hiu bên đường khác liền. Đèn cái đây. Ây da, trời ơi. Thì thầm không dính thì lội nữa. Nó dấp cọng cỏ ăn cái nó cũng té nữa. Còn thầm dính là lội cày cày cày. Thầm không dính mà lội dấp cọng cỏ nhẹ ăn cái. Cắm cái đầu chuối chuối chuối. Lờ tôi bữa nay sao lội ra cái khúc gì. Có con cua đinh gì trong đây không. Quá trời cua luôn. Ốc bu vàng không à. Chết chết rồi. Không tin là từ đây tới cuối không dính một con nào. Bèo cũng được con cá lóc chứ. Nãy giờ có hai con. Dính đúng một cái đầu tiên duy nhất luôn. Kiểu này đây lội đi sướng lắm à. Nãy giờ sổ hai cặp giò rồi đó. Rồi. Năm mấy sáu chục cái lờ. Tại hổm gách lấy về hết mới rồi, chứ sao mấy cái lặng.
mà đi thăm kiểu này thì rồi hiểu rồi ha. Có con gì không thì lội cái đít trọng nhõng cái đít lên trên trời vậy nè. Rồi cái gì đây? Đây vừa than một cái dây. Tới bên đây mới đựng cái dây, trời trời bà cậu ơi, quất hơn 4-5 con cái dây liên tục coi. Ốc gì đâu, miếng ghim không, để luôn cho lương nó vô. Thôi cô chú anh chị biết cái gì, đi tới cái cầu này nè là cô chú anh chị biết cầm gần sắp hết lờ rồi đó. Cũng gán thăm hết coi có dính con nào bự nữa không. Cặp cái giày coi, cặp cái giày lớn sướng rồi. Cái gì mà thấy ốc nổi cái về đây. Ơi hình như có cá dậy nha, cá dậy hay cá chì vàng gì đây. Trời ơi vô rồi, sao Vũ nó linh dữ vậy ta. Quá mượn cái như vậy luôn. Ủa cái dậy chứ à, nó đen đúng là cái dậy trong lung không, hai con luôn nha nè, hai cái dậy vô rồi đó, vô chặn này đó, cương vị phát huy nha, lấy vốn rồi chứ nãy giờ quá trời ốc luôn nè. Trên đây có một cái nữa nè, ý ba cái luôn chứ. Mới qua bên đây cái tán hai cái giày, chà bá nền đá ha. Cái giày đó mà về nấu canh phải ngọt cái này. Còn gì bằng. Chà biết ngay mà con dắt cắn đít rồi. Vô bắt ra cho cô chú anh chị xem nè. Cắn ngay đít luôn. Ngứa. Cái lùng này thì dắt thì đại tài luôn. Cắn riết rồi quen. Đây nè, có dấu quần đây nè. Rồi bữa nay hết bù rồi. Ê hình như có con gì bự hết ta. Rồi cái sạc không mà. Bữa lại cái này lúc nào cũng dính cá lóc bự chứ. Hết linh này. Không sao, chỉ sao lụm nha em. Nào xuống làm cặp gắn khủng coi. Đây cái lung nha, dữ lắm cái lung này luôn. Đây cái lò đây. Siêu đạp nữa rồi. Có con gì không đây? À lại cái giày nữa. Đã vậy ta. Cái gì không hả? Quá chọc. Con này nhỏ hơn hai con nãy xa. Nhưng mà cũng được nha cô chú anh chị. Cái dậy không à. Rồi nằm ở đi. Để vô đặt cái là lại. Bắt mấy dắt cái nữa cắn đít nữa nè. Ớn cơm không. Cắn gô vỏ chưa. Lụm cái dậy vô. Qua đây tán ba cái dậy trời. Thôi để vô tụt cái quần bắt dắt cái. Quá trời rồi. Có 8 con dắt chứ nhiêu.
hai ba cái dây nằm ở ngoài, hai góc nằm trong đây. Cầm túi ra đây thăm cái lời này. Ở bữa nay thăm chắc chiều trời mát ha, trời mặt trời sắp chuẩn bị xuống rồi kìa. Dạ, cắn này. Chú anh chị thấy ớn cơm chưa? Lội đang hồi dắt đeo ngập luôn. Con này nó cắn ngay chân cho hiểm. Nhức. Cắn ngay trứng á. Má ơi. Dắt mất dạy. Giờ tới cái lời cái nó đẩy vô cái trứng nhức đó xuống. Rồi. Phọc luôn, một nồi ốc luôn. Dữ thiệt. Rồi hiện tại là nguyên một cái luồng lời của Vũ, năm mấy cái dính được ba cái dày, hai cái lóc, còn cá rô đủ ăn. Bây giờ cô chú anh chị đợi Vũ một chút nha, tầm nửa tiếng Vũ sẽ lội xuống dưới. Bây giờ đi vòng lại ngược xuống dưới kia, mình cuốn cái lưới xong là kết thúc cái video của chuyến ngày hôm nay. Rồi chuyến luôn cô chú anh chị ơi, hy vọng sẽ được mớ cá ăn nha. Đó, rộng lên rồi đó, lên hàng. Trời ơi. Trời. Cái thiếu nữa ốc vô nó luôn à. Con này cá chốt giấy, trời có cái gì ấy. Dính cá sấu rồi. Lên tim kìa. Cá chốt giấy nha. Khó gỡ dữ à. Có ngạnh nè. Nguyễn. Ôi ôi. Quá trời ơi, cần luôn. Máy Vũ nó ướt rồi. Quá đã cá. Rác con cá sặc. Vũ ngậm cái máy trong miệng á, nói chuyện không có được. Cô chú anh chị thông cảm nha. Ê, như có con gì bự nha, chị cái lưới lắm á. Trời ơi, cái cây. Lưới này một dữ. Trời ơi, dính cây kìa. Oh.
Cái này nhiều dưới ta, măng đỏ nè. Biển rồi xong, cái nào mua lưới mới, lưới này một rồi. Rồi thì lưới của Vũ thì dính được nhiêu cá, toàn là cá nhỏ nhỏ không, cá kho khô không, lờ cá thì chạy cá bự ha. Đấy thì nói chung là ta lưới của Vũ một cái gách rồi, hôm nay dính chà quá trời. Hôm nào mình chiến cái lưới mới mình đem mình gỡ cá mới đã ha. Rồi video của Vũ đến đây kết thúc. Cô chú anh chị đừng quên bấm like video và chia sẻ video của Vũ lên Zalo hoặc là Facebook á, để cho nhiều người cùng xem ha. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ Vũ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Quá đuối, chiều tối luôn rồi nè. Đi từ lúc 2 giờ mấy mà giờ chiều tối luôn. Thôi xin chào ha.